Thưa quý vị, xu hướng tự động hóa và ứng dụng robot vào nền công nghiệp thương mại đang cho thấy những tín hiệu đầy khả quan trên khắp thế giới. Tại Việt Nam, robot ít được nhắc đến, ngoài các cuộc thi chế tạo cho sinh viên ngành tự động hóa ở các trường kỹ thuật. Ít ai biết một thực tế rằng Việt Nam được xếp hạng thứ 7 trong số các nước áp dụng robot nhanh vào các lĩnh vực sản xuất dịch vụ. Và các doanh nghiệp trong lĩnh vực này cho biết thị trường robot của Việt Nam đang dần mở rộng, nghĩa là robot đã tìm thấy vị trí của nó trong thực tiễn sản xuất kinh doanh. Chúng ta thực sự đang ở đâu trước sự sôi động của thị trường robot thế giới trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay? Mời quý vị cùng theo dõi cuộc trò chuyện với vị khách mời của chúng tôi ngay sau đây. Hiện tại, nhu cầu sử dụng robot ngày càng phát triển nhanh chóng. Dẫn đầu thị trường là Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, với số lượng tăng rất nhanh. Còn ở Việt Nam, năm 2017 đã sử dụng 8.300 con, tăng 400% so với năm 2016. Mỗi năm, số lượng sử dụng robot tăng 2 con số, nghĩa là nhu cầu sử dụng robot ở Việt Nam tăng nhanh vượt bậc. Chắc ít người nghĩ là Việt Nam là một đất nước đứng thứ 7. Về sử dụng robot ở giữa thế giới. Ở Việt Nam thì ngành robot còn rất là sơ khai, hầu như chưa có thương hiệu nào, có tên tuổi trên thị trường. Hiện tại, nguồn cung cấp robot cho Việt Nam chủ yếu rơi vào tay các doanh nghiệp ngoại. Hàng robot nhập khẩu chiếm lĩnh hầu hết thị trường hiện nay. Làm sao để giành lại được thị trường robot ngay trên sân nhà? Nay các doanh nghiệp robot của Việt Nam của chúng ta thì đang tham gia vào việc sản xuất ở những cái lĩnh vực nào? Robot thì nó có hai loại chính, thứ nhất là robot công nghiệp và robot dịch vụ. Yeah. Robot dịch vụ thường Ngọc Quý thấy là giống như con người á. Còn robot công nghiệp thì đó là những cái tay máy, nó có nhiều trục thay thế bàn tay con người làm các thao tác nào đó. Tôi đánh giá là các doanh nghiệp Việt hoàn toàn có thể chế tạo những sản phẩm công nghệ cao như thế này. Nhưng mà liệu rằng có cái nghịch lý nào hay không khi mà chúng ta đang mở rộng đường cho việc là đón nhận những cái sản phẩm robot từ nước ngoài, trong khi trong bối cảnh là nhân công Việt Nam của chúng ta hiện vẫn là nhân công giá rẻ? Việt Nam bây giờ trở thành một cứ điểm sản xuất sau Trung Quốc, thì nhà máy sẽ tăng lên. Một mặt khác thì tỷ lệ sinh nó giảm xuống, rồi xuất khẩu lao động, kinh tế phát triển. Như vậy bù đắp vào cái lao động là gì? Là máy móc, là tự động hóa, là robot. Ngoài ra, xuất khẩu ngày càng tăng. Như vậy, vấn đề tự động hóa, chuẩn hóa, tăng năng suất là một nhu cầu tất yếu để tăng năng suất, để tăng chất lượng. Thậm chí tự động hóa để giảm giá thành nữa. Tự động hóa là nhu cầu tất yếu. Như vậy có phải kinh khủng quá không? Khi mà thị trường robot đầy tiềm năng, nhưng sản xuất ra robot thì người mua lại không sử dụng. Vậy bài toán này cần giải như thế nào? Các doanh nghiệp còn non trẻ của Việt Nam trong cái ngành sản xuất robot thì rất muốn lắng nghe một lời khuyên từ ông. Đây là một lĩnh vực rất là tiềm năng, tôi nghĩ là sau ngành ô tô và không những là trong nước mà xuất khẩu thế giới. Các doanh nghiệp khi mà hiểu được cái tiềm năng, cái miếng bánh của cái lĩnh vực này thì cần có một sự chuẩn bị và đầu tư một cách là nghiêm túc, bài bản. Tất nhiên là mình phải, thứ nhất là về tổng thể phải đánh giá xu hướng, về đánh giá nhu cầu của thị trường. Thị trường. Dạ. Thấu hiểu được thị trường á, như vậy nó sẽ tác động đến cái việc mình cho ra những cái sản phẩm từ mẫu mã như thế nào, giá thành như thế nào để phù hợp với thị trường, đúng không ạ? À, đúng rồi. Thì chúng ta nên khai thác thị trường trong nước hay là chúng ta tìm cách để xuất khẩu ra nước ngoài thì sẽ là tối ưu hơn? Đối với robot thì chúng ta phải thắng những thị trường trong nước cái đã. Thắng ở nước trong nước thì mới tính chuyện ra nước ngoài. Tại vì nó còn liên quan tới dịch vụ hậu mãi. Nó liên quan đến thương hiệu. Ngay ở trong nước mà chúng ta không có chân chỗ đứng thì bước ra nước ngoài rất là khó. Như vậy thì trong bối cảnh đó thì các doanh nghiệp nên có những cái bước chuẩn bị như thế nào để khai thác tốt được thị trường nội địa? Thì phải có cái chiến lược, sau đó là xây dựng nguồn lực, sau đó là củng cố về vấn đề liên quan đến kỹ thuật, sau đó tiếp theo vấn đề tài chính, rồi tiếp theo để sẽ phát triển thị trường như thế nào. Thì đây là một bài toán tổng thể mà về phía công ty phải suy nghĩ. Tiềm lực sản xuất của doanh nghiệp Việt là có thể, nhưng vì sao thị trường vẫn không chọn robot Việt? Những mắc mối cụ thể nào khiến cho hàng robot của Việt Nam vẫn chưa được tin dùng? Thì ông nhìn thấy là những cái sai lầm, những cái mà bản thân các doanh nghiệp sản xuất robot thường phải gặp phải là gì? Vấn đề thứ nhất là vấn đề cái kinh phí cho cái hoạt động này. Nó là một cái chặng đường rất là dài.
mà rất nhiều doanh nghiệp giữa chừng gãy gánh. Và cái sản phẩm chúng ta làm ra về mẫu mã thì nó phải đáp ứng được nhu cầu. Thì tôi thấy thì về mặt mẫu mã thì chưa được xem trọng lắm. Với cái mẫu mã đó thì không thể nào thương mại hóa được. Các doanh nghiệp Việt hoàn toàn có thể chế tạo những sản phẩm công nghệ cao. Tuy nhiên là chúng ta nên làm sản phẩm ở mức độ vừa phải phù hợp nhu cầu thị trường, nhưng với giá cả phù hợp, giá cả cạnh tranh, cộng theo là chế độ hậu mãi cho tốt. Tất nhiên là uy tín về chất lượng, về thời hạn giao hàng, giá cả phải cạnh tranh, đối ứng phải nhanh, hậu mãi phải tốt thì mới có khả năng tạo niềm tin cho khách hàng. Nhưng mà tôi vẫn chưa nghe ông nhắc đến một cái yếu tố là vấn đề về chi phí. Chi phí sản xuất của các doanh nghiệp robot hiện nay chúng ta gặp khó khăn gì hay không ạ? Chi phí sản xuất robot thì cao. Lý do là phụ thuộc vào linh kiện nhập khẩu khá nhiều. Ngành công nghiệp phụ trợ trong nước chưa phát triển. Chỉ những chi tiết về kim loại gia công này kia thì chúng ta có thể làm được. Còn motor, rồi hộp số, rồi sensor này kia chúng ta nhập khẩu. Cái tỷ lệ nhập khẩu còn khá cao, dẫn tới là cái chi phí tổng thể một con robot nó cao. Giá thì chắc chắn Việt Nam sẽ làm sẽ rẻ hơn so với các nước tiên tiến. Nhưng thực tế nếu so Trung Quốc thì chúng ta là khó khăn. Khó khăn về giá, về chi phí. Cái điểm thứ hai là nếu như không đưa vào sản xuất hàng loạt được thì không giảm chi phí xuống được. Ngành công nghiệp phụ trợ là sản xuất các nguyên vật liệu phụ tùng linh kiện bán thành phẩm để giúp cho ngành công nghiệp sản xuất chế biến lắp ráp các sản phẩm hoàn chỉnh. Thế nhưng ngành này hiện tại vẫn không phát triển thì lấy đâu ra phụ tùng để làm, lấy đâu ra linh kiện để sản xuất hàng loạt. Theo các chuyên gia kinh tế, ngành công nghiệp phụ trợ trong nước chưa phát triển là do cơ chế chính sách mục tiêu của ngành chưa được rõ ràng, chưa có trọng tâm trọng điểm. Các lý do đó không chỉ kìm hãm sự tăng trưởng của ngành công nghiệp phụ trợ mà cả cho ngành công nghiệp sản xuất, dẫn đến phải nhập khẩu. Mà nguyên vật liệu phụ tùng nhập khẩu cũng có những vấn đề của nó. Như vậy thì mình cần có một cái hỗ trợ nào để có thể giảm được giá thành của những sản phẩm robot của mình ạ? Đúng rồi. Như vậy thì những linh kiện nhập khẩu dùng cho phát triển robot thì được ưu đãi về thuế quan chẳng hạn. Và hiện tại chúng ta chưa có được cái ưu đãi. Hầu như chưa, hoặc có mà không rõ ràng, hoặc có mà không được tới được doanh nghiệp. Không phải doanh nghiệp nào thì cũng có đủ cái tiềm lực tài chính để có thể giải được bài toán này. Vậy ông cho rằng là cái bản thân các doanh nghiệp, đặc biệt là các startup thì phải nên làm gì để có thể chủ động tiếp cận được với nguồn vốn cho một cái hành trình dài của mình? Các startup mới nếu mà chưa có một sự trải nghiệm, chưa có một sự chuẩn bị tốt về kinh nghiệm, về kỹ thuật, về tài chính, nếu các bạn vội vàng nhảy vào phát triển sản phẩm này thì cái khả năng thành công nó hơi thấp. Có thể các bạn làm sản phẩm nhưng sản phẩm đó thường là không được thị trường nó chấp nhận. Mình sinh sâu để muộn mình ra sau khi là các sản phẩm ngoại đã nổi tiếng, đã bắt đầu tranh thị trường. Thì lúc này đúng như là chúng ta không thể là cạnh tranh trực diện được. Chúng ta đã tìm những phân khúc nào mà chúng ta có thế mạnh. Thì từ một bài học idea thì chúng tôi lấy ngắn nuôi dài. Cái ngắn đó chúng tôi tích lũy, như tôi nói về kỹ thuật, về kinh nghiệm, rồi về tài chính. Sau đó chúng tôi nguồn lực để tôi nuôi phát triển sản phẩm. Thì cái đường đi này là lấy ngắn nuôi dài mà chúng thấy là khá vững bền. Các bạn có thể chọn con đường gia công. Mình vừa học, mình vừa làm, vừa kiếm tiền, vừa tích lũy kinh nghiệm. Gia công ở đây có thể là ngành gia công bán vẽ, ngành hỗ trợ thiết kế bán vẽ, ngành lập trình phần mềm, rồi điện, cái đó gọi là gia công hoặc là hỗ trợ thiết kế. Thì từ đó các bạn có một cái tích lũy cần thiết để các bạn khi các bạn vào phát triển sản phẩm thì các bạn là cái khả năng thành công cao hơn. Nếu mà một doanh nghiệp đơn lẻ thì tôi nghĩ là rất là khó khăn. Đặc biệt là chúng ta là doanh nghiệp vừa và nhỏ là nhiều. Thì nên tham gia các hiệp hội, sau đó lại cùng các hiệp hội phát triển vấn đề PR marketing. Thì hiện tại thì như là hội cơ khí điện chẳng hạn, đó là hiệp hội lớn ở thành phố. Thì nếu mà tham gia với tư cách hiệp hội này, không những là thị trường trong nước, tham gia triển lãm ở nước ngoài, thì đây là một cái hướng tôi nghĩ là tốt. Chúng ta vẫn nên đi từng bước, từ từng khách hàng rồi sau đó tiếp tục phát triển lên. Thì nếu không có tập khách hàng có sẵn thì chúng ta có thể là via marketing bằng một số phương pháp khác. Như bây giờ là ví dụ như marketing online cũng đã khá phát triển. Lúc đầu tiếp cận rất là khó khăn. Thì lúc đầu chúng tôi là chấp nhận là làm test miễn phí cho họ. Tuy nhiên là khi mà có được một khách hàng thì chúng tôi là cố gắng làm thật uy tín, thật siêng năng để giữ khách hàng đó. Và giờ là tiếp tục khách hàng thứ hai, rồi khách hàng thứ ba. Rồi dần uy tín lên, có thương hiệu thì khách hàng họ giới thiệu cho nhau. Nhưng mà yếu tố quan trọng nhất vẫn là cái sự siêng năng chăm chỉ.
siêng năng trang trí rất quan trọng. Các bạn chuẩn bị hết mọi thứ, mọi cái đều có hội nhập hết, nhưng các bạn không đủ quyết tâm, dành nhiều thời gian, tâm huyết cho nó thì các bạn sẽ không được đạt được kết quả tốt. Chúng ta đã nói rất nhiều đến yếu tố để giành được thị trường robot trong tình hình hiện nay. Nhưng rõ ràng là với quá nhiều khó khăn hiện có, thì ngoài những nỗ lực của các doanh nghiệp, cần lắm một kế hoạch chi tiết và tổng thể hơn nữa trên nền tảng hỗ trợ của chính phủ trong việc giành lấy thị trường, xây dựng thành công thương hiệu robot mang tên Việt Nam. Chúng ta đã nhìn thấy được tiềm năng của thị trường này rồi, nhưng chúng ta không có đủ điều kiện. Vậy thì đâu sẽ là những đề xuất của các doanh nghiệp nội ngành? Thứ nhất về tầm vĩ mô thì chính phủ cần có chính sách mạnh mẽ cho phát triển robot. Tại vì xu hướng tương lai và nhu cầu chắc chắn sẽ tăng. Trong các cái chính sách thì chính sách là ưu tiên người Việt dùng hàng Việt. Chính sách là về hạn chế nhập khẩu những sản phẩm mà các doanh nghiệp Việt có thể làm ra. Nếu nó đáp ứng được nhu cầu về chất lượng, về giá thành. Còn chúng ta là mới đầu nói về đầu tư robot là nghĩ tới chuyện nhập khẩu trước. Thì các doanh nghiệp nghiên cứu phát triển thì rất khó khăn. Tổng hợp nhiều chính sách thì mới hỗ trợ cái lĩnh vực robot phát triển. Chúng ta cần một sự cởi mở hơn nữa. Một lần nữa xin được cảm ơn ông Trung rất nhiều. Ngày hôm nay với câu chuyện của ông, qua đó thì các doanh nghiệp startup trong lĩnh vực sản xuất robot tại Việt Nam thì có thể học hỏi và từ đó có thể có những bước chuẩn bị để khai thác một thị trường đầy tiềm năng của ngành sản xuất robot tại Việt Nam hiện nay. Còn bây giờ chúng tôi mời quý vị cùng tiếp tục đến với những chuyên mục thú vị khác của chương trình Sức bật sáng tạo và khởi nghiệp ngày hôm nay.